nhằm bình ổn thị trường khẩu trang y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ đầu tháng 2 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra tại 46 cơ sở kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử phạt hành chính 21 cơ sở vi phạm vì không niêm yết theo giá quy định với tổng số tiền trên 33 triệu đồng. Đồng thời, Cục Quản lý Thị trường tỉnh yêu cầu 453 cơ sở kinh doanh vật tư y tế trên địa bàn tỉnh ký cam kết niêm yết, bán khẩu trang đúng giá đã niêm yết, không găm hàng đầu cơ, tăng giá bán khẩu trang, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.